quay cái tuyến đường cao tốc 20 tiếp theo nha mọi người. Trùng trùng đẹp đẹp nha cao tầng luôn mọi người. Cái view nhìn mấy nhà cao tầng đẹp quá mọi người, quá đẹp à. Nói tiếp của nó là có cao tốc tiếp không? Chắc cao tốc tiếp đó mọi người. Hệ thống cao tốc ở ngoài Hà Nội này tốt quá mọi người. Liên khúc cao tốc luôn. Rồi tiếp tục nè. Cao tốc 20 tiếp tục nha mọi người. Cao tốc 20 nè, Vành đai 3.
sân bay Nội Bài nha mọi người.